Xin chào tất cả quý vị trên lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại thì Nhật An cùng với đội ngũ thanh tra của Mắt Hôn miền Nam đang có mặt tại một nơi rất là đặc biệt quý vị, đó chính là văn phòng Mắt Hôn ở Buôn Ma Thuột. Ngày hôm nay thì An cùng với đội ngũ thanh tra sẽ có một chuyến để ghé thăm công trình cũng như là sẽ giới thiệu quý vị về công trình Buôn Ma Thuột hiện tại thì đang thi công như thế nào và sắp sửa thì cũng đã đến ngày khai trương rồi nha quý vị. Vậy thì bây giờ có lẽ là ba anh em của mình thì chúng ta sẽ cùng giới thiệu cho quý vị về cái văn phòng ha. Đầu tiên thì ở đây thì như quý vị có thể thấy là ngay phía sau của tôi là văn phòng rất là hoành tráng của văn phòng Mắt Hôn Buôn Ma Thuột luôn. Thì anh Long ơi, anh có thể chia sẻ cụ thể cho mọi người luôn là hiện tại thì văn phòng mình sẽ còn những cái phần nào đang hoàn thiện để mà sắp tới có thể là khai trương mà. Về cái phần mặt ngoài, mình xin nói về phần mặt ngoài trước. Thì phần mặt ngoài thì hầu như là hoàn thiện 90% rồi, chúng ta chỉ còn thiếu một số cái bảng biển thôi để bảng biển gắn tên và thương hiệu công ty lên. Thì sơ qua mặt ngoài thì chúng ta có thể thấy là đối với những cái tòa nhà văn phòng ấy thì đa số là chúng ta sẽ thiết kế là vách kính. Thứ nhất là về cái ưu điểm vách kính là thi công nhanh, thứ hai là về tiết kiệm diện tích, nó sẽ tạo cho một cái phòng làm việc nó không gian nó rộng rãi hơn. Thứ ba là nó thân thiện với môi trường, nó tạo cảm giác cho cái người làm việc mà tiếp xúc được với môi trường, nó sẽ làm cho tinh thần của cái người làm việc ở trong văn phòng rất là thoải mái, hiệu quả công việc sẽ rất cao. Nên là tất cả các văn phòng là đa số là sẽ chọn là làm phương án là làm vách kính là để thay thế cho vị trí tường xây. Nên là những cái đấy là tổng hợp những cái ưu điểm mà có thể là để cho những cái đơn vị thiết kế văn phòng có thể là tư vấn cho khách hàng. Thì những cái nội dung đấy thì sẽ được bộ phận kiến trúc sư của Mắt Hôn tư vấn rất là kỹ trong quá trình mà lên phương án thiết kế, cũng như là về màu sắc của kính chẳng hạn, hoặc là những cái chi tiết điểm nhấn ô cửa và có thể là những cái thanh khung này mình có thể bố trí để cho nó tạo ra một cái kiến trúc bắt mắt và thiện cảm khi mà bên ngoài nhìn vào nữa. Vậy thì cái vách kính này anh em thấy là ở đây là mình chọn là cái màu xanh đúng không? Vậy không biết là cái này là nó đơn thuần chỉ là do sở thích thôi hay là cái kính xanh với cái kính trắng bình thường anh? Về cái độ chống nắng như thế nào có gì khác nhau không? Mình chọn màu xanh cũng là như lúc trước đã nói, nó rất thân thiện với môi trường, nó hòa với lại màu của thiên nhiên. Nên là sẽ tạo được cái cảm giác, thứ nhất là ánh sáng nó vào thì ánh sáng nó rất là xanh và mát. Thứ hai là nó thân thiện, giúp cho cái tinh thần làm việc của cái người làm việc ở trong văn phòng rất là thoải mái, thì hiệu quả công việc sẽ rất là cao. Và thật sự là cái văn phòng Buôn Ma Thuột đó quý vị, thì bây giờ phải nói là rất là nổi bật luôn ha. Mình đi trên đường quốc lộ rồi mà đi từ xa thôi là đã thấy rất là nổi bật lên, đó chính là văn phòng Buôn Ma Thuột rồi. Bởi vì như anh Long chia sẻ, thứ nhất là cái màu sắc kính nó rất là nổi rồi, và thứ hai là cái độ cao, công trình xây rất là cao luôn nha quý vị, cho nên là nó sẽ tạo nên một cái sự ấn tượng tất cả quý khách hàng khi mà đến với văn phòng của Mắt Hôn của chúng tôi. Thì đây cũng là một cái mục đích khi mà chúng tôi xây dựng, tức là cũng tạo nên một cái điều gì đó ấn tượng ngay để cho quý khách hàng có thể có sự yên tâm hơn. Còn mình vào đây một xíu đi anh. Ở đây là em thấy là cái sảnh chính là wow, rất là đặc trưng của Buôn Ma Thuột luôn nha quý vị, là hai bên là hai chú voi hai chú voi bản đôn luôn. Còn ở đây sẽ là cái phần sảnh thì em thấy là cũng đã được ốp đá rồi nè anh. Sắp tới thì chắc là mình sẽ triển khai, nếu mà tới khai trương mình cũng sẽ làm vệ sinh sạch sẽ đúng không anh? Đúng rồi. Thì đang văn phòng đang quá trình gấp rút triển khai để hoàn thiện trong quá trình mà để chuẩn bị cho khai trương. Thì cái ngày khai trương thì đã được định rồi, và các công tác thì cũng đang rất gấp rút, công nhân cũng được lên phương án chi tiết cho từng phần công việc. Thì hiện tại ở phần chiếc sảnh này thì chỉ còn vệ sinh thôi, với lại dọn dẹp và bố trí một số nội thất ở bên trong thôi. Thì cái đấy công việc đấy sẽ được triển khai gấp rút. Còn về cái biểu tượng của Buôn Ma Thuột thì được các sếp rất là lưu ý, và cũng như là các bạn kiến trúc sư thiết kế ra cái biểu tượng của con voi. Thì khi mà nhìn vào cái là có thể nhận biết ngay là văn phòng là Buôn Ma Thuột rồi, Buôn Ma Thuột rồi. Đúng rồi, đây là như là một cái đặc trưng riêng của văn phòng luôn nha quý vị. Và ví dụ là mỗi văn phòng đi ở mỗi khu vực tỉnh thành ở khắp đất nước thì em thấy là cũng sẽ có một cái đặc trưng gì đó khác biệt với nhau, để giúp cho quý khách hàng sẽ cảm giác là khi mà đến thì sẽ thấy một cái sự thú vị hơn, rất là thân thiện. Nghe phía trước này em thấy có một số vị trí là mình cũng ốp đá luôn này đúng không anh? Đúng rồi, thường thì là những cái trụ sở văn phòng thì mặt ngoài thì là nếu mà không dùng vách kính thì sẽ lựa chọn cái phương án là ốp đá, bởi vì nó rất là sạch mà nó thời gian nó được bền lâu, thì nó không giống như sơn. Đá thì không giống như sơn, thứ nhất là nó tạo cái thẩm mỹ rất là đẹp về màu sắc tự nhiên, với thứ hai là nó cái thời gian
làm việc của nó rất là được lâu, nó sẽ sạch, mưa nắng chịu rất chịu ảnh hưởng của thời tiết rất là tốt, nên là rất là được lựa chọn cho các khối văn phòng. Khi mà ở dưới tầng 1 đa số là sẽ được ốp đá hết. Dạ. Với lại là cái việc vệ sinh nó cũng rất khá là dễ đúng không anh? Đúng vì nhìn như vậy thôi chứ mình lau qua cái là nó sạch liền. Và có một cái vấn đề bây giờ em cũng đang hơi thắc mắc nè anh. Đó chính là hiện tại thì bởi vì em biết là chưa xong cho nên là bây giờ xe thì đang phải tạm để ở đây. Vậy thì không biết là mình có kế hoạch để mình làm nhà xe như thế nào không anh? Đúng rồi, ở trong thiết kế thì đã có sẵn rồi. Cái khu vực chỗ này là sau này sẽ thiết kế một cái lán để xe. Để xe cho nhân viên và cũng như là khách hàng. Có thể là một cái chỗ dừng chân để ngồi nghỉ, một cái bàn nhỏ ở đây. Cũng sẽ thiết kế một cái chòi nữa để cho khách quý khách đến có thể là nghỉ ngơi một chút trước khi vào văn phòng làm việc. Thì những cái đó sẽ được thiết kế rồi và sẽ cũng được gấp rút hoàn thành, do là cái thời gian khởi công công trình này đến lúc mà hoàn thành rất là gấp, nên là những cái việc đấy sẽ được tính toán sau một chút. Dạ, và sau này khi mà mình làm thêm ở đây thì chắc là mình sẽ làm một cái mái che ha. Thì khi mà quý khách hàng hoặc là nhân viên khi mà đến đây để mà đậu xe đó quý vị thì cũng sẽ yên tâm hơn. Và chắc chắn là cũng lúc đó cũng sẽ có bảo vệ để kia, tất cả mọi người sẽ đảm bảo là cho cái sự an ninh hơn của quý khách hàng khi mà đến để mà ký kết hợp đồng với Mắc Hôm. Còn em tò mò một xíu là cái vị trí này đi anh, là bây giờ em thấy là cũng đang đặc sắc thì mọi thứ rất là nhiều. Vậy là cái này là mình đang thực hiện cái phần nào công trình vậy anh? Đây cái bộ phận sắt chỗ này thì vật tư sắt này thì mình đang để chuẩn bị cái làm cái khu vực sân đằng sau. Ở phía sau này chúng ta sẽ làm một cái kho xưởng để các loại vật tư của Mắc Hôm là chuyển vào đó. Đây là khu vực lối vào, thì chúng ta có thể đi dạo một chút để xem cái khu vực đằng sau nó rộng đến như nào. Ok, thì bây giờ có lẽ là mình sẽ di chuyển ra cái khu vực đang thi công kho xưởng nha quý vị. Sẽ là cái khu vực ở ngay khu vực phía sau của văn phòng chính ở Buôn Ma Thuột. Thì hiện tại thì em thấy là cũng đang trong quá trình làm sắt đúng không anh? Đúng em, hiện tại là khu vực ở đây là khu vực nhà kho. Hiện tại là em thấy quá trời là đang sắt để cái việc công tác là đổ bê tông. Vậy thì em thấy là diện tích cũng khá là lớn ha. Đúng rồi, rất là rộng. Đây là quý vị nhìn thấy rất là rộng. Nguyên mảnh đất siêu rộng luôn. Vậy thì với cái việc mà chúng ta làm sắt này đó anh, là sắp tới thì mình sẽ triển khai là mình đổ ha. Đúng rồi, mình sẽ đổ bằng tay tay luôn. Đó, như em thấy cái phía bên kia là bác thợ đang đổ rồi, đang lập vùi rồi đó. Đâu thì chắc mình sẽ di chuyển qua phía này xíu đi để cho quý vị thấy nè. Và đây là công trình do chính Mắc Hôm thi công cho Mắc Hôm luôn ha. Cho nên là quý vị có thể thấy là đội ngũ thợ xây cũng đang rất là ráo riết để mà mau chóng có thể là hoàn thiện cái phần kho này. Bởi vì khi quý vị biết rồi, mua cái văn phòng khi nó vào hoạt động á, thì chắc chắn là sẽ có một khối lượng lớn của ví dụ là vật tư, vật liệu đúng không anh? Đúng rồi. Một bã sơn mình phải di chuyển đến những công trình đúng không? Đúng rồi, mình sẽ tất cả thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng rồi sơn với một bã mình sẽ tập kết tới đây. Đây là cái kho trước. Còn về cái phần sắt làm ở đây này anh, thì anh nhìn và anh đánh giá thế nào đây? Anh cũng sẽ kiểm tra luôn là coi các bác thợ thi công có đúng kỹ thuật chưa. Vậy thì chắc bây giờ anh cũng đo thử ha, để xem mà nó có đảm bảo không anh ha. Anh ơi, cho em hỏi một xíu là thường những công trình của Mắc Hôm ấy, em thấy là hay đổ là bê tông tươi đúng không? Vậy thì tại sao ở đây công trình này ở vị trí này lại thấy là mình làm bê tông tây vậy anh? Hiện tại là cái khu vực em đang thấy ở đây là cái khu vực bãi nước, cái số lượng bê tông nó sẽ là ít cho nên là các bác thợ sẽ đổ bê tông tây luôn. Nhưng mà cái so sánh về đổ bê tông tây với bê tông thì nó cũng đều như nhau thôi. Tại vì cái mát bê tông nó đã có tỷ lệ nhất định rồi, các bác thợ cứ làm theo đúng cái tỷ lệ đó là có thể là đúng cái mát.
và để mình đẩy nhanh tiến độ đúng không anh? Cho nên là cái này mình muốn hoàn thành trước. Đúng rồi. Thế còn ở phía bên đây đó, anh thấy là bác nhân thợ đang rất là, thì cái này chắc chắn phải đủ tầm thương phẩm rồi. Cái này khối lượng rất là lớn, còn ở đây là nó khối lượng nó nhỏ, cho nên là mình sẽ bên động mình đổ thương phẩm lại luôn. Anh ơi, mình buộc cái này mình có đo xem là kích thước của nó là bao nhiêu không? Khoảng cách giữa hai anh thép là bao nhiêu không? 25 đúng không? Tức là mình buộc là mình có cữ rồi đúng không? Cữ gắn vào đây đúng không? Vâng. Vâng. Như đây kiểm tra thì 25 đúng rồi. Đây là thép để chống nứt thôi. Thép chống nứt của nền bê tông thì chúng ta có thể làm phi 6. À, từ 200-250 là được để đảm bảo. Thứ nhất là đây là cái nền đất này là đã được lưu lèn rất là chắc, lấy K95 rồi. Độ cứng, độ chặt là K95 rồi nên là rất là đảm bảo cho những cái khu vực mà làm xưởng. Khu vực làm xưởng thì sau này thứ nhất là vật tư tập kết lên rất là nhiều, và thứ hai là có thể là xe tải đi chở vào thì sẽ gây lún đối với những cái nhà, đối với những cơ sở mà làm xưởng sản xuất mà có xe tải trọng lớn đi vào, thì về cái độ chặt của nền đất rất là được quan tâm. Thì đây là chúng ta đã được kiểm tra hết về cái độ chặt rồi, có lưu lèn rất là chắc sau khi mà chúng ta đã triển khai, trước khi mà chúng ta triển khai đổ bê tông nền. Ở đây thì thép đi rất là chuẩn rồi, 250, khoảng cách là 250. Khoảng cách thép là 250. Rất là chuẩn. Thép này thép chống nứt nên không cần là thép to, đường kính to, chỉ cần thép phi 6 là đảm bảo rồi. Rồi tiếp đến là cái vị trí nối. Em đánh giá sao cái vị trí nối này? Thông thường chỗ này là nó sẽ không quan trọng đúng không? Bởi vì đây là thép, lưu ý cho các quý vị một chút là bởi vì là đây là thép này là thép chống nứt, nó không liên quan đến thép chịu lực, nên là các vị trí nối này chúng ta có thể nối trùng nhau. Còn riêng về những cái loại mà thép chịu lực thì những cái nối này chúng ta phải so nối so le đi. Ở cái trong thiết kế của cái nền này thì thép này là thép chống nứt nên là chúng ta có thể nối vị trí trùng nhau là cũng được, đảm bảo việc dễ thi công, không ảnh hưởng gì đến chất lượng của sản phẩm cả. Vậy thì sau khi mà các anh vừa xem xong cái khu vực mà làm xưởng đó anh, thì không biết là có thể chia sẻ quý vị luôn là tầm khoảng bao lâu nữa mình có thể xong cái nhà xưởng đó để bắt đầu tập kết vật liệu không ạ? Về phần nhà xưởng này thì về phần nền thì cũng là tương đối rồi. Về phần nền chỉ 2-3 ngày tới là xong rồi, chúng ta đan sắt xong là chúng ta có thể đổ bê tông. Sau đó thì chúng ta lắp ghép bằng kết cấu thép thì rất là nhanh, có thể là trong vòng 15 ngày đến 1 tháng là có thể xong cái phần xưởng rồi. Vậy là sắp tới thì sau khi mà xong phần xưởng thì chắc chắn là những cái công trình ở cái khu vực Buôn Ma Thuột ha, là mình về cái việc vận chuyển vật tư vật liệu thì nó sẽ đơn giản xưa rất là nhiều đúng không? Đúng rồi, bởi vì đây là tổng kho của bên công ty Mac Home nên là tất cả các loại vật liệu vật tư sẽ được tập kết tại đây, và quý vị có thể đến và tham khảo và có thể là xem mẫu mã để thuận tiện cho việc lựa chọn những cái vật tư mà mình sử dụng trong việc xây nhà. Vậy là ngày hôm nay thì An cùng với đội ngũ thanh tra miền Nam của Mac Home cũng đã đến để mà dẫn quý vị chúng ta tham quan về công trình văn phòng Buôn Ma Thuột ha, công trình sắp gọi là hoàn thiện 100%, và chúng tôi sẽ có một ngày khai trương phải nói là rất là hoành tráng. Lúc đó thì chắc chắn rằng An cũng sẽ mời tất cả quý vị sẽ tham dự cái buổi lễ khai trương bằng cách là sẽ xem video của chúng tôi nhé. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mac Home ở số hotline 0964458888 0821 33333, sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, đừng quên thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.